Sáng ngày 15 tháng 11 theo giờ địa phương, tại trung tâm hội nghị Lima, Peru, Chủ tịch nước Lương Cường đã tham dự và phát biểu tại đối thoại giữa các nhà lãnh đạo APEC với các khách mời. Đây là hoạt động quan trọng trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao và là cơ hội để các nhà lãnh đạo APEC trao đổi, chia sẻ thông tin nhằm tăng cường hợp tác với các đối tác trong và ngoài khu vực. Phiên đối thoại năm nay có sự tham dự của các nhà lãnh đạo, trưởng đoàn của 21 nền kinh tế thành viên APEC và 3 đối tác khách mời là đại diện lãnh đạo các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO và Ngân hàng Phát triển Mỹ Latinh và Caribe. Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo APEC và khách mời nhấn mạnh vai trò của hội nhập, kết nối kinh tế liên khu vực trong phát triển kinh tế và giải quyết các thách thức toàn cầu, yêu cầu tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa người dân các khu vực. Trước những chuyển động mạnh mẽ của tình hình thế giới hiện nay, APEC cần thúc đẩy hợp tác với ASEAN, các nước châu Phi, châu Âu, Trung Đông về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tăng trưởng bao trùm, đổi mới sáng tạo, xây dựng các chuỗi cung ứng bền vững. Các đại biểu cũng nhấn mạnh lợi ích từ sự bổ trợ giữa chương trình nghị sự về khu vực thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương với các hiệp định thương mại tự do khu vực khác. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Lương Cường ủng hộ quan điểm hợp tác kết nối liên khu vực, vừa là cơ hội vừa là yêu cầu cấp thiết cho phát triển. Để xây dựng các liên kết kinh tế khu vực hiệu quả, Chủ tịch nước nhấn mạnh 3 nguyên tắc và 4 giải pháp chính. Theo đó, 3 nguyên tắc gồm tăng cường đối thoại, đồng thuận, gìn giữ môi trường hòa bình cho phát triển, tôn trọng luật pháp quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương, đảm bảo tính lợi ích cân bằng, bao trùm, bình đẳng, lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm. Trong khi đó, 4 giải pháp là triển khai quá trình liên kết có chọn lọc và theo lộ trình, phát huy tối đa lợi thế và tính bổ trợ giữa các khu vực, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả các cơ chế hiện có, khơi thông nguồn lực, phát huy hiệu quả của các quan hệ đối tác Bắc Nam, Nam Nam, đối tác công tư, đồng thời chú trọng xây dựng các cầu nối liên khu vực, liên cộng đồng, các mạng lưới hợp tác chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, liên kết thương mại, đầu tư, tài chính, ngân hàng, hạ tầng, giao lưu văn hóa nhân dân. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các nền kinh tế trong và ngoài APEC để thúc đẩy các kết nối liên khu vực hiệu quả, có lợi cho tất cả mọi người dân và doanh nghiệp. Với vị trí địa lý thuận lợi ở khu vực Đông Nam Á và mạng lưới logistics hiện đại, Việt Nam có đủ khả năng đóng vai trò là cầu nối trong mở rộng giao thương và kết nối liên khu vực. Việc tham gia các hiệp định thương mại tự do quy mô lớn giúp Việt Nam trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị và cung ứng toàn cầu. Thời gian tới, Việt Nam sẽ cùng với các nước ASEAN thúc đẩy hợp tác giữa cộng đồng kinh tế ASEAN và khu vực Mỹ Latin năng động, sáng tạo. Các nhà lãnh đạo APEC và khách mời hoan nghênh và đánh giá cao những nhận định và đề xuất thiết thực của Chủ tịch nước Lương Cường.